Ca sĩ Đan Trường kêu gọi cứu trợ bão lũ, số tiền nhận được sau 3 ngày gây bất ngờ. Ca sĩ Đan Trường công khai số tiền cứu trợ bão lũ sau 3 ngày kêu gọi. Trước tình hình nhiều nơi tại miền Bắc chịu thiệt hại về người và của sau khi bão số 3 đổ bộ, nhiều nghệ sĩ đã cùng góp sức góp lòng trên tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua cơn khó khăn. Mới đây, ca sĩ Đan Trường vừa công khai số tiền nhận được sau 3 ngày kêu gọi cứu trợ bão lũ. Theo danh sách thống kê mà nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân, tính đến ngày 13 tháng 9, sau 3 ngày kêu gọi anh đã nhận được hơn 300 triệu đồng từ các khán giả trong và ngoài nước. Đây kiếp đăng trường và các fan sẽ cùng chung tay ra tận nơi để tiếp tế sau cơn bão. Nếu danh sách có bị sót ai thì comment giúp để đăng trường kịp thời kiểm tra nhé. Thời gian ngừng tiếp nhận 6 giờ ngày 20 tháng 9 nhé cả nhà, nam ca sĩ chia sẻ. Hiện tại, đăng trường đang lưu diễn và không có ở Việt Nam. Do đó, cuối tháng 9 sẽ có đại diện của anh sẽ trực tiếp ra tận nơi cứu trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn vì bão số 3. Vào cuối tháng 9 này, anh Hoàng Tuấn hoặc đại diện FC miền Bắc của Đan Trường sẽ đến trực tiếp để trao quà cũng như phong bì cho các hộ gia đình đang cần sự giúp đỡ sau cơn bão gia ghi, anh thông tin. Đan Trường cho biết, cuối tháng 9 này, đại diện của anh hoặc nhóm FC miền Bắc sẽ đến hỗ trợ người dân khó khăn sau bão số 3. Trước đó, khi theo dõi thông tin về cơn bão số 3 và thiệt hại gây ra cho người của ở miền Bắc, Đan Trường đã lên tiếng kêu gọi trên trang cá nhân, những ngày qua, bão gia ghi khiến nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc hứng chịu thiệt hại nặng nề do ngập lụt lở đất đủ quét đã làm cho người dân rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn hiện nay đã có rất nhiều các mạnh thường quân cùng các anh chị em nghệ sĩ đóng góp tiền thực phẩm các nhu yếu phẩm để hỗ trợ trong thời điểm cấp bách này việc ấy làm cho đan trường vô cùng cảm động và cũng muốn góp một phần nhỏ vào việc khắc phục sao bão Gia ghi ngoài ra trước tình hình người dân ở nhiều nơi đang chịu thiệt hại vì bão lũ nên vừa rồi đan trường đã hoãn lịch ra mắt sản phẩm âm nhạc mới và hẹn hại vào một dịp thích hợp hơn để chúng ta cùng nhau chia sẻ và tập trung đối phó siêu bão gia ghi mong mọi người được bình an nam ca sĩ cho biết